Xin chào cô và các bạn. Em xin giới thiệu về tổng quan về khoa xét nghiệm. Khoa xét nghiệm bên em thì sẽ có phòng lấy mẫu, phòng xét nghiệm sinh hóa, huyết học và chung, phòng hành chính và sẽ có phòng vi sinh và phòng miễn dịch chung. Chúng ta sẽ bước vào phòng huyết học và sinh hóa. Huyết học thì có máy nước tiểu, hai máy sinh hóa tự động. Đây là máy miễn dịch tự động Cobas. Đây là máy sinh hóa tự động AU480. Còn đây là hai máy ion đồ. Đây là máy miễn dịch tự động của bác. Còn đây là hai con huyết học HCMS. Đây là phòng vi sinh và phòng miễn dịch. Thì bên đây là phòng bệnh viện tư nên là triển khai kỹ thuật đơn giản là sẽ có soi tươi huyết trắng, nhuộm soi huyết trắng, nhuộm soi dịch niệu đạo. Đây là hai kính hiển vi. Đây là labo và có kỹ thuật xét nghiệm nhuộm BK đàm. Đây là hóa chất nhuộm. Đây là nhiêm sa đã pha. Đây là bộ hóa chất nhuộm RAM. Đây là bộ hóa chất nhuộm đàm. Đây là hai tủ an toàn sinh học.